Hello, Cường mến chào quý cô chú bác anh chị và các bạn trở lại với kênh Sài Gòn TV. Hôm nay Cường quay trở lại Sài Gòn One Tower, hôm nay là IFC One Sài Gòn. Sau 10 ngày Cường đã có đến đây để Cường quay ở Sài Gòn One Tower này. Đến hôm nay cả nhà có thể nhìn thấy tòa nhà IFC One Sài Gòn sẽ khác nha cả nhà. Nào cả nhà cùng Cường tiếp tục đi ở phía bên hông của cầu Khánh Hội quận 4 để mình xem cái tòa nhà IFC One Sài Gòn hiện tại nó sẽ khác như thế nào nhé. Hôm nay là ngày thứ ba, 7 tháng 6, 2022. Hiện tại cũng đến đây là 8 giờ 45 phút sáng. Nhiệt độ là 27 độ C. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy hiện tại ở tòa nhà One Tower, tất cả các kiến cụ ở phía bên mặt tiền á, người ta đã tháo hoàn toàn, chỉ còn vài cái ở phía dưới thôi nha cả nhà. Hiện tại lúc này cả nhà có thể nhìn thấy tất cả công nhân đang tiếp tục tháo tất cả các kiến cụ ở phía bên dưới nha cả nhà. Cả nhà có thể nhìn thấy ở trên các tầng đó, người ta đã bao lưới màu xanh đó cả nhà, lưới bảo vệ đó, để người ta làm cái công trình này cho nó an toàn đó. Cả nhà có thấy trên màn hình đó là cái cầu móng và ở phía dưới là dòng sông Sài Gòn, nó gọi là kinh Bến Nghé.